Với quy mô hiện nay đạt khoảng 4 tỷ đô la, tương đương gần 100.000 tỷ đồng, thị trường thương mại điện tử ở Việt Nam được đánh giá là thị trường có tiềm năng tăng trưởng cao hàng đầu khu vực. Tuy nhiên, cùng với sự bùng nổ về hàng hóa dịch vụ trên mạng, đã xuất hiện ngày càng nhiều hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, gây thiệt hại cho người tiêu dùng và đặt ra thách thức không nhỏ trong công tác quản lý. Có nhu cầu tìm mua sản phẩm phục vụ cho công việc chuyên môn trong lĩnh vực truyền hình, anh Vũ Công Định ở Hoàng Kiếm, Hà Nội đã đặt mua sản phẩm ống nhòm quay phim từ xa qua một trang bán hàng trực tuyến trên Facebook. Sau 4 năm ngày chờ đợi thì anh đã rất thất vọng khi sản phẩm nhận được, khác hoàn toàn so với hình ảnh và những lời quảng cáo hấp dẫn trên trang web này. Tôi liên lạc với cái địa chỉ đã đăng ở trên Facebook như này, thì gặp một số người ở công ty thì người ta có nói rằng họ chỉ có cái trách nhiệm là hỗ trợ trong cái bán hàng, còn những cái hình ảnh đăng ở trên đấy với thực tế nó giống nhau như nào thì họ không quan tâm. Cùng với sự tiện lợi đa dạng của sản phẩm dịch vụ được chào bán qua Internet, ngày càng nhiều người tiêu dùng lựa chọn hình thức mua hàng trực tuyến. Song thực tế, nhiều cá nhân tổ chức lại lợi dụng lòng tin của người tiêu dùng. Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, có một số dạng hành vi vi phạm phổ biến trong môi trường thương mại điện tử, như hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong môi trường thương mại điện tử, hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến tên miền, hành vi quảng cáo, hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong khi người tiêu dùng rất khó khăn trong việc đòi lại quyền lợi của mình, thì cơ quan chức năng cũng gặp những thách thức không nhỏ. Chúng ta cũng chưa có đủ các cái khung pháp lý để xử lý những hành vi xâm phạm trên môi trường số. Bởi lẽ là hiện nay hệ thống luật sở hữu trí tuệ chủ yếu dựa vào cái môi trường thực đấy, mà chúng ta vẫn thiếu những cái quy định như vậy. Là rất khó xác định tổ chức cá nhân vi phạm, bởi vì lý do là người ta đăng ký cái thông tin ở trên mạng. Thế nhưng mà tuy nhiên là khi tìm đến thì vườn không nhà trống, không có. Hoặc là có nhưng mà đã di chuyển đến chỗ khác rồi. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang có quy mô khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, gần 100.000 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng lên tới 22% một năm, thị trường này được kỳ vọng sẽ đạt 10 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các chuyên gia khẳng định, việc hoàn thiện cơ chế pháp lý hiện nay để quản lý hiệu quả hơn hoạt động thương mại điện tử ở Việt Nam là hết sức quan trọng. Sắp tới đây sẽ phải đưa những quy định về xử lý những cái vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ở trên môi trường điện tử đấy vào hệ thống luật pháp, luật sở hữu trí tuệ sắp sửa đổi, những quy định có liên quan đến các luật khác. Như thương mại, giao dịch điện tử, vân vân, thì chúng ta cũng phải điều chỉnh sao cho nó phù hợp. Và chúng ta phải đưa ra những cái trách nhiệm đối với những người cung cấp các cái dịch vụ mạng, như là các sàn giao dịch tuyến chẳng hạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khẳng định, dù có chế tài hoàn thiện thế nào đi chăng nữa, trong môi trường không giới hạn của Internet, hàng hóa dịch vụ có tính chất toàn cầu, việc đảm bảo chất lượng trong thương mại điện tử là thách thức với mọi quốc gia. Chính vì vậy, trước hết người tiêu dùng cần tỉnh táo và lựa chọn những trang web uy tín với chính sách mua hàng có lợi cho mình nhằm tránh trường hợp tiền mất tật mang.